Xin chào anh em, rất lâu rồi mình không chia sẻ với anh em một chiếc máy cũ nào. Đây, trên tay mình đây là chiếc Surface Laptop 4. Lâu lâu nhắc lại, giá của nó thì rất dễ tiếp cận ở thời điểm hiện tại. Vậy chúng ta cũng tìm hiểu chiếc máy này nhá. Chiếc Surface Laptop 4, nó là thế hệ thứ 4 trong gia đình của Surface Laptop. Và hiện nay nó ra đến thế hệ thứ 7 rồi anh em ạ. Tuy không phải một sản phẩm mới, nhưng mà mình nghĩ rằng đây một chiếc máy rất là giá trị đấy. Có giá trị nhiều, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi từng phần một nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ thấy vào trang Đăng Vũ, anh em sẽ thấy bản bay của nó chỉ rơi vào khoảng tầm 14 triệu một chút thôi. Còn nếu mà anh em mua máy cũ ấy, với mức giá khoảng hơn 20 triệu thì anh em có thể mua được phiên bản i7-16512. Với mức giá đó thì vô cùng tốt ở thời điểm hiện tại. Rất khó để anh em có thể kiếm được một chiếc máy mới nào có cấu hình, thiết kế tốt hơn chiếc Surface Laptop 4 ở thời điểm ngay bây giờ. Với cấu hình của chiếc Surface Laptop 4 thì anh em sẽ có rất nhiều tùy chọn. Từ Intel anh em có i5 và i7 thế hệ thứ 11, còn AMD thì anh em có R5 và R7. Rất là phong phú để có thể lựa chọn theo cái nhu cầu của cá nhân. Thêm nữa này, nếu mà anh em không phải là người chạy đua công nghệ này, hiệu năng đối với anh em mà không quá cần thiết, cũng phải mỗi năm tăng 10-20% thì anh em có thể lựa chọn chiếc Surface Laptop 4 này, nó rất là ổn anh em ạ. Đủ chiến mọi phần mềm từ phổ thông đến cận cao cấp từ 4 đến 6 năm tới. Ví dụ như Word, Excel, PowerPoint hoặc là các bộ công cụ của Adobe, Photoshop, Lightroom này, và chỉnh sửa video Full HD thì chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng được rất là tốt anh em nhé, 4 đến 6 năm tới. Và đây, vấn đề mình thấy ấn tượng cuối cùng đó là cái thiết kế của chiếc Surface Laptop 4 này. Trọng lượng thì nó chỉ là 1,54kg mà thôi. Nó chỉ nặng gần như ngang bằng so với cả chiếc MacBook Air M2 15 inch vừa mới ra mắt của Apple. Từng góc cạnh ở đây, viền ở đây, khe tản nhiệt, nó đều được cắt CNC rất là đẹp. Em có thể đến Đăng Vũ để xem nhé. Đây, các đường cắt CNC này, khe khe tản nhiệt ở đáy máy này, các cạnh này, các góc này đều được bo tròn rất là tỉ mỉ, rất là cao cấp. Nó tạo cho chúng ta có cảm giác là đây là một chiếc máy vượt cái giá trị, vượt cái mức tiền mà anh em sở hữu. Logo ở phía sau thì nó rất đơn giản, bóng loáng, sang trọng. Bản lề thì mặc dù là sản phẩm cũ, nhưng anh em nhìn đấy, mình có thể nghiêng rất nhiều góc độ khác nhau, thậm chí thấp nhầy mà nó không bị sập xuống. Đây, chiếc máy nó khoảng tầm 3 năm tuổi rồi nhưng mà nó vẫn rất là chất anh em ạ. Cổng kết nối thì chiếc máy này nó gần như được bỏ hoàn toàn, rất ít cổng kết nối. Anh em sẽ chỉ có một cổng USB full size này, cổng Type-C, một jack cắm tai nghe 3.5, còn lại cổng Surface Connect sạc hết, rất ít cổng kết nối. Màn hình ở đây thì nó sáng nét và độ phân giải rất là cao. Bàn tiếng trackpad thì cùng màu, đồng màu với cả thiết bị, trông rất đẹp. Tuy nhiên, chiếc Surface Laptop 4 này cũng có điểm trừ, đó là cổng kết nối. Đối với cả một số anh em ấy thì cần cắm nhiều thì nó thật sự là rất là ít. Giải pháp thì anh em sẽ phải mua thêm những cái hub chuyển đổi để cho chiếc máy này nó có thể mở rộng được rộng rãi hơn. Và cái viền màn hình của chiếc Surface Laptop 4 thì nó khá là dày. So với cả năm 2024 thì đúng là đây là một cái màn hình có cái viền dày gọi là nhất thế giới mất. Đáy máy thì nó cũng khá là dễ xước vì các cái núm cao su ở đây nó không được to và không được đặt cao nên rất là dễ bị xước ở bề mặt này. Anh em nên chú ý điều đấy nhá. Anh em dán vào đây thì nó ảnh hưởng tản nhiệt. Tốt nhất là có tìm một số giải pháp khác. Ví dụ dán những cái núm cao su của nó cao hơn một chút thì nó sẽ đảm bảo chiếc máy của anh em. Và cái nhược điểm cuối cùng đó là pin của nó mình thấy không ấn tượng lắm. Nó chỉ rơi khoảng tầm 5 đến 7 tiếng mà thôi. Mình kỳ vọng ít nhất nó phải tầm 8 đến 9 tiếng thì mới đạt yêu cầu một chiếc Ultrabook. Anh em nghĩ sao về một sản phẩm cũ như thế này? Tới mình Surface Laptop 4 là một sản phẩm rất đáng mua với mức giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Hãy đến Đăng Vũ nhé.